Nếu con phải cứ cố chấp rap đeo thay chục khí phách, chắc đó mới gấu gấu lên đếp bộ kim sĩ quách. Mà nó nói nuôi chuyện với bộ, chắc một cách đến rách vĩ. Chứng kiến tay trước mắt, giết nó đẹp bộ khách khí. Thì ngày tan mày gần kê bị mâm sầm lâu kêu nhầm người. Lời và phân tâm thương bằng hai và lo làm người người. Nhà nhà đều nằm cười. Trời trời tăng ngay đôi khe thân đông. Nhà mày cần nhiều tiền và chưa thừa phải ban thờ. Làm cho y xeo kỳ kèo bang vì nghèo nàng. Trên con gà mơ thì về làng cù lần mà bay cho. Kéo chăm sự trạng triển lãm khổ miễn giảm. Sĩ tử tương bở lỡ nhữ phải lưu quỷ giữ. Ẻo lạ cơ kỹ nữ thả cả tỷ chữ cũng chẳng thể phản nổi. Bởi tiểu cậu ở kiểu mẫu bạn hỏi. I'm ill, I'm ill, I'm ill. Ra, ra. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill. Motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill, motherfucker, I'm ill. Ra, ra. I'm ill, I'm ill, I'm ill, I'm ill. Ra. Chắc chưa, cơ hội của ấy mày đã chắc chưa? À, chắc chưa. Mày sẽ chết chứ không có thắng thua. Chắc chưa, cơ hội của ấy mày đã chắc chưa? Nghe nói miền Tây thẳng thắn đã ghét miền Bắc thì đừng cố gắng ưa. Mày chiến rồi chẳng dám biết chắc people nhìn vào cũng khinh. Ai cũng biết thằng Lăng em thật giờ mai lại còn phải chứng minh. Chưa gã bé được 5 triệu rồi đang chiêu khi được đối thủ chấp nhận. Thế là thằng bé ra chiêu mày 50.000 view mới đủ lâm trận. Hustler mà 5 triệu đã đủ để mày trầm tư hả? Nếu xét về mức độ fake thì Lăng LD đúng là dư giả. Phong bản mày rapper hay hot tin không ai chắc chắn nữa. Xuân Diệu thấy mày làm màu thì chắc ông ấy cũng đéo muốn tắt đăng nữa. Sự nghiệp quay kinh nghiệm rap dù vẫn chỉ có bộ phần đôi. Thế mà tao chuẩn lực đạn là thứ chỉ có thể nổ một lần thôi. Selfie đi mà biết mày yêu ngoại hình bản thân mình thay quá. MC đừng như fan ZAV tối nay cứ quan tâm cái mã. Wow, chửi gì phải à bắt trước à? Trong khi phong cách của Lăng cũng chỉ là bắt trước hẳn. Chắc do con mẹ bỏ mày hồi bé đó là một lý do thuyết phục. Nó dạy mày biết đọc biết viết đi khi chưa kịp dạy mày biết nhục.